Ở đây em nghe không gầy hết hàng phụ tùng 353 mới tông của em, nay vàng nó vàng cũng ít lắm, được có 10 quả thôi. Cái tông 390 Ucon lộng 353 số 5 cũng được có mỗi thứ 20. Giờ phụ tùng hơi khó lấy nha mấy anh em, này phót nha. Này có giật. Em mấy cái này là đầu zin không nha mấy anh em. Con bự lắm, mã số 5. Con nằm chú bơm giảm cung dưới 353, bơm nhớt 353, bơm nhớt 353 ở đây đặc biệt các bạn rẻ nha mấy anh em, ai mà nhập đặt trước mà còn hàng tồn là xỉu luôn. Cái này nó rẻ hơn trong mấy 200 ngàn, cái này nó rẻ lắm. Cho mấy anh em xài thì xài đầu yên nha mấy anh em, có điều kiện xài đầu yên, xài đầu lô thì cũng được nhưng mà tùy món thôi. Lô mấy món quan trọng thì tiền mất tật mang nha mấy anh em. Này bi côn 353 bạc, bạc số 5 353. Dòng bơm nhớ cũng được có mấy chục. Im lam thì mấy anh em đặt hàng nhiều quá giờ mới lấy. Tính đợi lô và lấy cho nó rẻ mà thôi, lấy viên mẹ đi. Lô là chừng nào, lô hỏi không ai có. Mấy anh Trung Quốc hay lắm nha. Có viên nghĩa là có lô liền nha. Đi làm mà xích nha mấy anh em, xích này xích viên của thằng máy cưa 353 nha mấy anh em, xích chung chân 325 nha mấy anh em, chạy xích mà chạy xích chung 35 xài xích này là rất là ok nha, này bán nhiều lắm nha, thùng như đây là 920 mắt lần nha mấy anh em. Mấy cái này là mấy cái đồ lẻ tẻ khách đặt này, nằm cắt cỏ 226 có đặt lấy về, có cỏ giờ không có nhập nha mấy anh em, dùng em không có cỏ, có cỏ mới tết cắt ra các cỏ giờ nhập về, bây giờ mấy cái đơn vị nó đi giao, nó giao không được, hàng còn kệt giao không được. Này bạc bê tông phải ắt gì này, này khách đặt mới lấy về, bê tông 390 này khách đặt mới lấy về, nó về rất là ít nha mấy anh em. Mấy cái lò xo này cũng rẻ nha mấy anh em lấy cũng nhiều cái này đó, mà lấy giờ còn ít lắm. Chúng mấy anh em đem mua về để có cần cái mấy anh em đút vô sử dụng liền, thay thế liền, sửa cho người ta liền, dễ. Ơi, rồi mấy anh em thấy gì lấy được mấy em lấy nha, ít xịu rồi siêu.